Phản ứng của Sao Việt khi Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của cô gái trẻ. Các nghệ sĩ đều bị bất ngờ trước những thông tin về Châu Việt Cường đang được xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Hôm ngày 5 tháng 3, công chúng khắp nơi xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường đang bị công an tạm giữ vì liên quan đến vụ án làm chết người. Theo cơ quan điều tra công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng Châu Việt Cường. Tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa và một số người khác. Theo đó, tại cơ quan điều tra, Châu Việt Cường đã có lời khai ban đầu về sự việc này. Anh khai nhận rạng sáng 5 tháng 3 đã cùng Huyền đi về nhà một người bạn ở phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây anh và một số người bạn đã tổ chức sử dụng ma túy. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái trẻ tên Huyền được nam ca sĩ cho biết, sau khi sử dụng ma túy đá suốt đêm, rạng sáng, Huyền xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và Huyền đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Sau đó Châu Việt Cường và Huyền bóc tỏi bỏ vào mồm. Do Cường và Huyền cho củ tỏi còn nguyên vào miệng Huyền nên làm nữ sinh này nghẹn dẫn đến tử vong. Trước sự việc này, nhiều nghệ sĩ của làng giải trí cũng khá hoảng hốt. Họ chia sẻ thông tin này lên trang cá nhân và thể hiện sự suy nghĩ của mình. Duy Mạnh lại nhắc khéo đến sự việc bằng cách chia sẻ ca khúc Phê của mình nhằm nói đến cảm giác của mọi người khi dùng ma túy. Anh còn cho rằng nếu Châu Việt Cường mà nghe ca khúc của anh sớm sẽ không có chuyện không hay như thế. Pha Lê chia sẻ những bài viết về sự việc này và cảm thấy thật sự đáng sợ. Trung Quân Idol còn nhắc nhở không nên dùng đến những loại ma túy gây nguy hiểm như vậy. Người mẫu Trang Trường cho biết, cô không có thiện cảm với Châu Việt Cường từ khi còn ở ngoài Hà Nội. Đây là cách đáp trả của Diệu Nhi Anh Tú trước tin đồn chia tay. Cặp đôi cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt đã đến Thái Lan để vui chơi dịp đầu năm. Thời gian vừa qua, Diệu Nhi và người yêu Điển Trai Anh Tú gặp nhiều nghi vấn đã tan vỡ tình cảm sau hơn 2 năm hẹn hò. Chính người trong cuộc, diễn viên Anh Tú, cũng có lần thừa nhận chuyện họ lạnh nhạt với nhau trong thời gian. Tuy nhiên, nghi vấn được ai nấy đi thì cả hai đều chưa khi nào lên tiếng xác minh. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài Thu Trang vừa đăng tải loạt hình ảnh của cô và đồng nghiệp đang đến Thái Lan để du lịch. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực phim truyền hình, sân khấu có mặt trong chuyến đi này như Tiến Luật, vợ chồng Quang Tuấn, Linh Phi, cặp đôi Hoàng Phi, Trần Hiền. Đặc biệt, mặc cho nhiều tin đồn tan vỡ, Diệu Nhi Anh Tuấn cũng có mặt trong lần đi chơi này. Diệu Nhi và bạn trai đều diện quần jean áo thun và mang giày đôi, cả hai cùng các nghệ sĩ chụp ảnh ngay tại sân bay. Được biết, sau một mùa Tết phục vụ khán giả xuyên suốt từ mùng 1 ở sân khấu kịch, đây chính là khoảng thời gian cho các nghệ sĩ giải trí. Không ngại chốn đông người, Thu Trang Tiến Luật vẫn hôn nhau nồng nhiệt. Với đội hình như thế này thì đảm bảo sẽ có những giây phút quậy thả ga trên đất Thái Lan. Trên trang cá nhân, Diệu Nhi cũng đăng tải mình đi chơi cùng mọi người. Tuy nhiên, cô lại khéo léo không đăng ảnh có mặt bạn trai. Sở dĩ Diệu Nhi từng chia sẻ rằng cô muốn khán giả chỉ quan tâm đến các dự án nghệ thuật của cả hai hơn là chuyện tình cảm đời tư. Duy Mạnh, giới nghệ sĩ đầy người chơi chất kích thích, chửi Châu Việt Cường làm gì? Là một người thẳng thắn trong làng giải trí nên Duy Mạnh không ngại thể hiện suy nghĩ của mình về những việc gây chấn động dư luận. Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Duy Mạnh đã có cuộc bình luận qua lại với khán giả trước sự việc Châu Việt Cường liên quan đến vụ gây chết người đang gây hoang mang cho dư luận. Theo đó, khi được người hâm mộ hỏi anh nghĩ sao về chuyện này, Duy Mạnh thẳng thắn cho biết, trong giới nghệ sĩ, đầy thằng chơi kích thích, mình còn chơi ý, chứ chửi nó làm gì. Thấy cái vụ tội trừ ma vui và lạ thì chọc nhau thôi. Chẳng qua nó ham chơi, chơi nhiều quá rồi mất kiểm soát, nên vô ý làm chết người thôi. Chứ nó đâu có cố ý giết người đâu, nhiều bọn trong showbiz này cũng ham chơi ấy. Duy Mạnh lại nhắc khéo đến sự việc bằng cách chia sẻ ca khúc Phê của mình, nhằm nói đến cảm giác của mọi người khi dùng chất kích thích. Anh còn cho rằng nếu Châu Việt Cường mà nghe ca khúc của anh sớm sẽ không có chuyện không hay như thế này. Thời gian gần đây, Duy Mạnh thường xuyên được xuất hiện trên các diễn đàn với những thông tin xoay quanh cuộc sống của anh, đặc biệt là ý kiến của nam ca sĩ đối với những sự việc scandal đang hot trên mạng xã hội.
Theo đó, hôm ngày 5 tháng 3, công chúng khắp nơi xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường đang bị công an tạm giữ vì liên quan đến vụ án làm chết người. Theo cơ quan điều tra công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng chất kích thích cùng Châu Việt Cường và một số người khác. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái trẻ tên Huyền được nam ca sĩ cho biết, sau khi sử dụng ma túy đá suốt đêm, rạng sáng, Huyền xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và Huyền đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Sau đó Châu Việt Cường và Huyền bóc tỏi rồi cho vào mồm. Do Cường và Huyền cho củ tỏi còn nguyên vào miệng Huyền nên làm nữ sinh này nghẹn dẫn đến tử vong. Vụ Châu Việt Cường, lời khai của nhân chứng, hàng xóm dọn đi nơi khác vì quá kinh hãi. Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể trong ngõ 24, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra vào sáng hôm qua. Liên quan đến việc ca sĩ Châu Việt Cường bị cơ quan chức năng tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trần Mỹ Huyền, sinh năm 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sau gần một ngày xảy ra sự việc, nhiều người dân sinh sống quanh hiện trường ở khu tập thể vẫn chưa hết hoảng hồn và lo sợ. Tối 5 tháng 3, phóng viên có mặt tại hiện trường ghi lại những lời kể bàng hoàng xót xa về cái chết của cô gái trẻ mới tròn đôi mươi. Trên khuôn mặt vẫn còn sự hoảng hốt, sợ hãi trước sự việc xảy ra ngay cạnh ngôi nhà mình. Bà Nguyễn Thị Khanh, 55 tuổi cho biết, sáng nay khi tôi đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại của người thân gọi đến. Bảo ở gần nhà mình vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một cô gái trẻ tử vong. Mới nghe đến đây mà người tôi lạnh toát, sợ hãi vô cùng. Nguồn cơn sự việc thì chưa rõ thế nào, nhưng nghĩ mà xót thương cô gái còn trẻ quá. Bà Khanh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân gần đây đã đưa cả gia đình sang tạm trú chỗ khác để đỡ sợ hãi. Theo ghi nhận của chúng tôi, tối cùng ngày, những cánh cửa quanh ngôi nhà của người tử vong đều đóng kín mít, im lìm, không tiếp xúc với ai. Trước đây, chủ nhân ngôi nhà này tên là Tuấn. Từ khi cho mọi người thuê mấy năm nay, anh ấy cũng ít khi qua đây. Bản thân những cô gái này thuê sống ở đây cũng không có xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với hàng xóm xung quanh. Ở phòng này có một cô gái là ca sĩ chuyên đi hát phòng trà. Thi thoảng cũng có dẫn bạn bè về ngủ cùng. Sự việc xảy ra khiến ai nấy đều bàng hoàng, bà Khanh nói. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Sang, người dân khu tập thể, thì vào thời điểm đó, một số người dân nhìn thấy nam thanh niên, tức ca sĩ Châu Việt Cường, cầm trên tay nhiều vật dụng không rõ là gì, mồm liên tục khấn vái, nói nhảm, đi từ cầu thang xuống khiến ai nấy đều hoảng sợ. Sau đó anh ta lại chạy vào nhà với những biểu hiện bất thường. Tiếp nhận thông tin, công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã xuất hiện tại hiện trường xác minh thông tin. Tại hiện trường ghi nhận nền ngôi nhà vương vãi nhiều nhánh tỏi tươi. Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét thì phát hiện chị Huyền đã tử vong trong tình trạng lõa thể ở góc nhà. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa Cường về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan điều tra bước đầu, Cường khai nhận, đêm 4 tháng 3, Cường cùng một số người bạn đi ăn nhậu về, rồi về tại ngôi nhà trên để ngủ. Sau đó, nhóm người này đã sử dụng ma túy nên sinh ra ảo giác. Đến sáng hôm sau, một số người rời khỏi ngôi nhà này, còn những người ở lại có biểu hiện ma nhập. Khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, chị Huyền đã đi ra chợ mua tỏi về để trừ ma. Cường lấy nhiều tỏi bỏ vào miệng chị Huyền khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Thời điểm được đưa về trụ sở công an, nam ca sĩ này còn nhiều biểu hiện ngáo đá mơ hồ. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Thịnh, trưởng công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết, hiện vụ việc đã được công an quận Ba Đình thụ lý tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Sau một năm làm dâu Ấn Độ, Nguyệt Ánh mới thông báo có bầu. Vừa đăng ảnh ai cũng nhảy vào bình luận vì diện mạo quá ngỡ ngàng. Sau đám cưới, Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ sống rất kín đáo, chưa một lần cùng nhau đi dự sự kiện như các cặp vợ chồng khác. Đúng tháng 3 năm ngoái, khán giả Việt xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Nguyệt Ánh tổ chức đám cưới với một người đàn ông Ấn Độ. Hôn lễ của cả hai được tổ chức ấm cúng bên bờ biển, chỉ với sự tham dự của người thân và những người bạn bè thân thiết nhất. Một năm vừa qua, Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ hầu như không cùng nhau đi dự sự kiện như các cặp đôi khác. Nhiều khi chỉ có một vài bức ảnh cả hai đi du lịch. Nguyệt Ánh không phải về Ấn Độ làm dâu nên cô vẫn có thời gian hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Song song với đó, vợ chồng cô còn mở một trung tâm tập yoga nữa.
Nguyệt Ánh tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm ngoái. Người đẹp hạnh phúc bên chồng Ấn Độ. Hôm tổ chức ở Việt Nam, người thân của chú rể cũng có mặt khá đông. Đúng một năm sau cưới, Nguyệt Ánh mới chia sẻ tin vui mình đang mang bầu con đầu lòng. Trên Facebook, Nguyệt Ánh cho biết mình đang mang thai nhưng chưa hé lộ được mấy tháng, chỉ biết hiện tại cân nặng là 50kg. Rất nhiều người đã vào chúc mừng và chung vui với Nguyệt Ánh. Bên cạnh đó còn khen cô vẫn giữ được gương mặt rất xinh đẹp. Nguyệt Ánh thông báo hiện tại cô nặng 50kg. Gương mặt mộc của bà bầu vẫn rất xinh, dường như chẳng có gì thay đổi so với trước. Nhiều người vào chúc mừng Nguyệt Ánh và dành lời khen ngợi cho cô. Khi được gợi ý chụp bụng thì nữ diễn viên đã từ chối khéo. Xem ra vòng bụng của cô đã tăng khá nhiều nên không thể đo eo được nữa. Sau cưới, vợ chồng Nguyệt Ánh cũng hay đi nước ngoài cùng nhau. Cô không phải sống ở Ấn Độ nên vẫn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Hai vợ chồng Nguyệt Ánh mở một trung tâm tập yoga. Lúc trước Nguyệt Ánh cũng khá gầy. Nếu ai tò mò muốn biết Nguyệt Ánh có bầu như thế nào, thì đây là hình ảnh minh họa khi cô đóng vai có bầu trong phim.